Đêm nay và ngày mai, tình trạng mưa dông vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh, nhưng lượng mưa không lớn. Ngày mai, khu vực tỉnh vẫn có nắng gián đoạn, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh, thời tiết mát mẻ về đêm và sáng sớm. Thời tiết biển có mưa, gió giật mạnh cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Bây giờ là diễn biến cụ thể thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 5 tháng 12 và ngày mai 6 tháng 12. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Mây thay đổi, đêm nay có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ, độ ẩm 79-84%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Hồng Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, độ ẩm tương đối 80-85%. Huyện Côn Đảo đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ, độ ẩm tương đối 81-86%. Hải Chăng vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông, đông bắc, cấp 5, cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 12, nước lớn, mức cao nhất 400cm, vào lúc 13 giờ. Nước ròng, mức thấp nhất 160cm, lúc 7 giờ 30 phút. Kết quả chất lượng không khí quan trắc về độ ô nhiễm bụi, khói, khí thải trong ngày ở tất cả các huyện, thị thành duy trì ở trạng thái tốt. Với 3 khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 5 tháng 12 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 25, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tiếp tục duy trì ở mức tốt với chỉ số AQI là 29. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa cũng ở mức tốt 33.